nhân vật phản diện, vô địch, sản văn, phúc hắc. Tô Trạch xuyên qua huyền huyễn tiểu thuyết thế giới, phát hiện mình đúng là đại nhân vật phản diện. Hơn nữa còn là một con chó liếm. Buồn cười, đều xuyên qua, ai đạp ngựa đương liếm chó A, trực tiếp kích hoạt nhân vật phản diện hệ thống, chỉ cần thay đổi nội dung vở kịch, đầu tư nhân vật phản diện đều có thể đạt được khen thưởng. Không phải để cho mình làm nhân vật phản diện sao, vậy hắn liền muốn làm thời đại này nhân vật phản diện đế quân thành lập nhân vật phản diện liên minh. Chúc mừng ký chủ đầu tư nhân vật phản diện thành công, đạt được thái cổ thánh thể, cực đạo đế binh. Chúc mừng ký chủ thay đổi vốn có nội dung vở kịch, đạt được chí tôn đế cốt, đế kinh truyền thừa. Chúc mừng ký chủ chém vết thiên mệnh chi tử, đạt được ngộ tính nghịch thiên, tiên đế đạo quả. Chúc mừng tóc ký chủ. Nhiều năm sau, khi tô trạch đạp đế cốt uy hiếp chư thiên, bước lên đế quân chi tọa, Tại vạn giới công khai cưới các đại nữ đế sau, ngày xưa nữ chủ nhân tại hạ giới trong góc hối hận, khóc trống. Chương 1, nhân vật phản diện đế quân thượng tuyến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2, thái độ chuyển biến, người cũng xứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3, người muốn ra mặt. người có tư cách sao? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4, quả nhiên, vẫn là nhân vật phản diện sản khoái A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5, ta đồ vật đều cầm về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6, nhưng ta chính là thánh nhân cảnh A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7, Thiên Phú Kinh Người, Nhục Nhã Sư Vũ Phi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8, Làm nhân vật phản diện sau, thật tốt thoải mái Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9, Tô Trạch chỉ là dục cầm cố túng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10, các ngươi cũng có tư cách nói với ta vậy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.